Hôm nay á, chị tới nhà em á, chị phát hiện ra ở nhà em có một cái cây hồng rất là đã, rất là hấp dẫn, phải không? Đúng rồi. Mà giống như mấy lần em đem cho chị ăn á, chị thấy nó rất là ngọt. Nhưng mà chị chưa có hỏi em là ở đâu em có. Bây giờ thì chị tới nhà em rồi, chị mới phát hiện nhà em có cây hồng. Rồi, và giống như em tới nhà chị mấy lần em nhớ không? Thì em lại hái cam nhà chị, thì chị tới nhà em chị hái hồng. Mà Nguyên Trân với Ngọc kính chào quý vị khán giả. Kính chào quý chị. Tại vì chị em chúng tôi thì đang nói về những cái trái cây. Nhà của Hiếu Ngọc thì có một cây hồng rất là ngon, phải không? Dạ. Và đây là cũng ngay cái mùa nữa, phải không? Dạ, đúng rồi, cây trái nào cũng vàng, cũng đỏ giống như vậy nè. Đúng rồi, thấy không? Và đây là cái trái của nhà cô Hiếu Ngọc nè, quý vị thấy không? To, hấp dẫn. Trong khi ngược lại cây cam nhà Nguyên Trân chắc nhỏ xíu rồi. Cây cam thiếu nước. Và cái mùa này đó thì khi mà cái mùa đông về đó thì chúng ta thấy rồi, những cái trái cây mà chị thấy là cái màu đậm, chị thấy nó có nhiều ha em ha. Giống như mình thấy có cam nè, quýt nè. Phải không? Bây giờ quá trời luôn. Đúng rồi, đúng. Sale quá trời luôn. Ồ vậy đó hả? Rồi hồng ha. Hồng chị tưởng là năm nay mất mùa nhưng mà không ngờ nó cũng có nhiều. Phải không? Hồng giòn, hồng mềm, đủ thứ loại hồng hết. Chị thì rất là mê hồng giòn. Nhưng mà ông xã chị với con gái chị thì lại mê hồng mềm. Tại vì ông xã của Nguyên Trân nói hồng mềm ăn nó có cái mùi vị của giống như trái vú sữa. Nó ngọt quá, nó đâu có béo đâu. Không, chị cũng không thích là tại vì chị thấy nó ngọt. Mà chị tưởng bụng quá không? Không, chị cứ tưởng tượng giống như chị ăn cà chua thôi, thì chị ăn cà chua sướng hơn là chị ăn hồng. Đúng rồi, yeah. Giống cái cà chua. Và cam thì nhiều quá, thành ra chúng ta uống nước cam hay là chúng ta làm sinh tố cam. Thì bây giờ đó, hôm nay Hiếu Ngọc nói với Nguyên Trân là Hiếu Ngọc sẽ làm rau câu cam. Phải không? Rau câu cam mà có thêm cả hồng nữa. Thành ra chị thấy em cắt ở đây là có hồng cũng đã cắt sẵn nè. Phải không? Rồi nước cam này cam em dắt sẵn luôn. Cam tươi nhà chị Nguyên Trân đó. Thank you. Rồi, và bây giờ thì mình có cần cái vật liệu gì nữa không? Mình cần cái bột rau câu. Ở đây bột rau câu em xài cái loại ở trong chợ bình thường mình hay, ngay lúc mà chợ tính tiền á. Là người chị nói lấy bột rau câu là người ta sẽ đưa chị cái được bột rau câu Thái Lan. Chợ nào cũng có, cả chợ Mỹ cũng có nữa. Và quý vị thấy rồi, qua những cái chương trình trước và cho tới ngày hôm nay thì chị em chúng tôi chưa có cái món nào ngọt. Và hôm nay thì bắt đầu cô nàng Hiếu Ngọc trổ tài một cái món tráng miệng. Rồi, và bây giờ thì em cần gì? Bây giờ em sẽ bắt một nồi nước. Thì em đổ khoảng chừng một ít nước thôi. Chỉ cái lan nước thôi. Thì khoảng chừng 2 cup hay là khoảng chừng 1 cup rưỡi, 2 cup á chị. 2 cup hả? Cái đó khoảng 2 cup á. Cái nồi này hả chị? Không, cái nước em đổ. Rồi, tại vì em muốn nấu cho rau câu thật là đặc. Để mà mình trộn nước cam nó lỏng hay là vừa. Ok. Bây giờ mình bắt đầu thì bây giờ em bắt nước lên. Thì em sẽ mở bộ rau câu vô ngoái trước. Mình có chờ nước nóng không em hay là không cần chờ gì hết? Dạ không cần, bây giờ nước nó hơi ấm ấm mình ngoái thôi. Tại vì nếu như mình ngoái nó nóng quá thì nó sẽ bị hơi cận cận. Giống như ốc trâu vậy đó hả? Không giống, nó giống dạng như vậy nhưng mà nó hơi cận cận thôi, nó không có đều thôi. Bây giờ bỏ hết như đây, như đây là một nửa bịch. Nửa bịch. Khoảng dưới nửa bịch chút, yếu nửa bịch. Nửa bịch rau câu. Khoảng 2 cup nước. Nửa bịch rau câu, 2 cup nước. Và trong lúc mà cái cô nàng này nấu, bỏ đường vô luôn một lượt hả? Dạ, bỏ đường vô luôn. Ủa, chị tưởng là phải rau câu nó tan ra mình mới bỏ đường chứ? Không, cái nào tan trước cũng vậy à. Tại đường nó cũng không có nó, tại vì bây giờ nước nó chưa có sôi á chị. Đường nó cũng tan vô luôn. Nó nấu sao đâu. Quý vị thấy rồi đó, mỗi người một cách. Nhưng mà cô nàng này á, thì lại bỏ đường vô chung với lại rau câu, nấu chung một lần nhưng cho mà nó lẹ. Cho nó lẹ hả? Chứ còn đợi nó sôi xong rồi lại bỏ vô nhiều khi lại quên nữa. Thì ra là như vậy. Chứ còn Nguyên Trân thấy là có những người hoặc là có những giống như chị của Nguyên Trân làm đó, thì thường thường là nấu rau câu rồi họ mới bỏ đường vô.
Thì cái thời gian đó, nếu mà giống như Hiếu Ngọc đã nói đó, thì cái thời gian đó mất nhiều cái thời gian hơn, phải không? Và nếu mà như vậy thì chúng ta rút ngắn được cái thời gian. Và bên đây để quý vị thấy, thời gian là vàng bạc, phải không? Thì nó lúc nào họ cũng gấp gáp và cái gì cũng rush hết. Ồ, by time chị kể cho em cái câu chuyện này cũng vui lắm. Em vừa nấu thì chị em, chị về, chị em mình vừa kể chuyện ha. Bây giờ em mới, em vừa mới bỏ luôn cả một muỗng đầy này đường. Em muốn một muỗng đầy đường. Tại vì nước cam gì nó cũng hơi chua. Thành ra mình phải nhiều đường. Mình cho nó ngọt hơn. Ok. Rồi. Và nãy giờ để chị go back lại cái câu chuyện mà chị tính kể cho em. Thì Nguyên Chân đọc được trên cái internet một cái câu chuyện rất là dễ thương mà rất là vui. Tại vì chị biết là em còn đang độc thân, thành ra chị kể cái câu chuyện này để lần sau mà lỡ có cua ai đó thì cũng nhớ nghe không. Ok. Thì có hai anh chàng ngồi trong quán cà phê. Thì một cái anh bạn với một cái anh kia là tớ thấy cái cô bên kia nãy giờ á dòm cậu dữ lắm, cô ta muốn cua cậu kìa. Cái anh bạn này nói chứ, tớ biết mà. Anh bạn kia trả lời nó, tớ biết mà. Cái anh bạn anh mới nói lại chứ, ủa sao tớ, cậu biết mà tại sao cậu không đi qua bên đó, cậu hỏi thăm, cậu nói chuyện rồi đó. Từ từ đã, anh bạn mới trả lời, anh người bạn đó mới nói từ từ đã. Ủa tại sao từ từ? Cô đó, cô đã uống xong cà phê rồi và cô sắp sửa đứng lên đi về rồi. Sao anh không có qua để mà anh hỏi thăm mà cô đó cũng đẹp nữa, tôi nhìn thấy cái cô đó đẹp. Từ từ. Anh này nói tại sao phải từ từ hoài vậy? Từ từ, tôi nói cho bạn biết, từ từ để cô nàng trả tiền cái ly cà phê của cô nàng rồi tôi mới qua tôi cua. Trời ơi, đi cua gái mà sao tiết kiệm quá vậy? Thì bởi vậy chị mới nói với em là lần sau nhớ đi có phải cẩn thận để không thôi. Ngồi luôn. Đúng rồi. Và bây giờ chị xếp cái hồng vào trong cái khuôn trước đi ha. Chị muốn chị sắp cái hồng vô cái khuôn. Ok, sắp sao cho đẹp đẹp. Sắp sao cho đẹp đẹp rồi. Chị sắp vào dưới cái đáy khuôn trước ha. Đó quý vị thấy không, cái miếng này nó đâu, miếng hồng này nó rất là giòn, cho nên nó không có bị bở ra. Tại mình không muốn hồng mà bở ra thì nó lại bị bủn, nó sẽ ra nước nhiều quá trong cái rau câu của mình. Đúng. Thì mình muốn cái trái nó còn cứng. Ok. Rồi bỏ nó vô giữa. Không, cái này em muốn luôn hả? Em muốn 5 miếng luôn hả? Cái này để giữ đi, cái này để giữ cái này. This one? In the center? Rồi. Này. Did you turn this way? Bây giờ mình sẽ bỏ một lớp mỏng lên trước. Một lớp mỏng lên trước. Để mà cho nó giữ lại. Thật là mỏng ha. Ok. Mỏng chút nữa ha. Rồi, để chị nghiêng ha. Này. Đây là một cái lớp mỏng. Mình đều nó lên ha. Rồi. Ok. Rồi. Lớp mỏng thì mình đã có một cái lớp rau câu mỏng. Với cái món hồng ở dưới phải không? Hồng thì mình gọt vỏ. Xong mình cắt khoanh, phải không? Mình cắt khoanh mỏng để mình sắp nó. Nó nhìn giống như những cái ngôi sao. Phải không? Để chị dời nó qua đây cho rộng chỗ. Rồi. Rồi xong trong rồi thời bây gian giờ mình chờ nó đặt. Ồ chị thấy nó đặt rồi nè. Lẹ ha. Sắp sửa đó nè. Thì mình sẽ trở lại sau phần quảng cáo.